một ngày mở mắt ra biết được rằng ngày hôm đó mình mất 7 triệu. Tức là mỗi một tháng mình sẽ mất đi khoảng tầm cỡ 200 triệu. Cứ như vậy đều đặn, Hà đã mất đi khoảng tầm cỡ 3 tỷ ha. Mình cứ loay hoay tìm cái cách này, tìm cách kia, cực kỳ mệt mỏi. Mình không đến nỗi là mình nghĩ đến chuyện tự tử đâu ạ. Nhưng mà mình đã từng có lúc là mình chui vào trong cái tủ quần áo đấy cả nhà ha. Cãi nhau với chồng, áp lực với cuộc sống. Thế là mình chui vào trong tủ quần áo để mình gọi là nằm ở trong đấy. Và đúng giống như cái nhân vật kia nói là giá như cái cánh cửa tủ này không bao giờ mở ra. Và gì ạ? Và mình sẽ gọi là mình sẽ biến mất luôn trên cuộc đời này. Hà đã từng có suy nghĩ như vậy ạ. Nên Hà thực sự thấu hiểu khi chúng ta có những cái áp lực cả nhà ha. Còn nói về cái việc áp lực lớn nhất đến thời điểm này Hà có thể nhớ đến thì có lẽ chính là áp lực về tài chính ạ. Bao nhiêu trong số chúng ta ở đây chúng ta đã từng có áp lực về tài chính giống như Hà. Năm 2017-2018, trước đấy thì Hà là một người tạm gọi là thành công với cái thu nhập cũng khá khá là tốt, một công việc cực kỳ tuyệt vời. Năm 2017 thì Hà bắt đầu đầu tư vào một cái dự án. Vì mình nghĩ rằng mình rất giỏi, từ trước giờ mọi thứ nó rất là suôn sẻ, mình kiếm tiền rất dễ cả nhà. Và mình nghĩ rằng mình rất là giỏi, thế là mình cùng với bạn đầu tư vào một cái dự án hàng tỷ đồng năm 2017. Thế khi bắt đầu mà đầu tư xong á, thì chỉ có một tuần chuẩn bị khai trương và cái dự án đấy thì nó fail ạ, nó thất bại. Cái người bạn ấy không làm với Hà nữa. Và gì ạ? Và dẫn tới bắt đầu mình thành lập một công ty ra và rất nhiều anh chị em và mình là người đứng đầu. Mình bắt đầu mình không biết phải làm thế nào, loay hoay với một cái vòng luẩn quẩn. Và tiền thì đầu tư rồi, thuê hẳn một cái căn nhà rất là lớn ở ngay một cái phố rất lớn ở Hà Nội để làm. Và sau đó mỗi một ngày mở mắt ra cả nhà, nó có thể là một số tiền không nhỏ đối với không lớn đối với cả nhà, nhưng nó lớn với đối với Hà. Mỗi một ngày mở mắt ra biết được rằng ngày hôm đó mình mất 7 triệu. Cứ mỗi một ngày mở mắt ra là biết mình mất 7 triệu. Tức là mỗi một tháng mình sẽ mất đi khoảng tầm cỡ 200 triệu. Cứ như vậy đều đặn trong vòng khoảng tầm cỡ gần 6 tháng cả nhà. Gần 6 tháng. Và đối với Hà thì nó là một cái sự áp lực rất là lớn, rất là lớn. Mình cứ loay hoay tìm cái cách này, tìm cách kia, cực kỳ mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi. Và lúc đó cái tâm trạng của mình là thực sự Hà không biết chúng ta có như Hà không, cực kỳ hoang mang, không biết tại sao nó lại diễn ra như vậy với mình. Tại sao mà mình là một người rất tốt, mình chẳng bao giờ mình lấy tiền của ai. Và bắt đầu lúc đó Hà đi đổ lỗi cả nhà. Hà đi đổ lỗi ạ. Hà đổ lỗi là tại sao mà cái người đối tác đấy của Hà họ lại tệ như vậy. Họ lúc đấy Hà nói là họ phản bội mình ạ, họ phản bội mình. Tại sao mà những cái người anh chị em ban đầu tiên đồng hành cùng với mình khi mà công ty gặp khó khăn một cái, tại sao họ lại quay lưng lại với mình mà để mình đứng mũi chịu sào? Và mình đổ lỗi cho rất nhiều người. Sao mình đổ lỗi cho con mình? Tại sao lúc đấy con của mình lại không không ngoan? Tự dưng mọi thứ nó xung quanh nó rất là đúng là một cái kiểu là hỗn loạn đấy cả nhỉ. Đó là đầu năm 2000 cuối năm 2017 đầu 2018 ạ. Và gì và đó là một trong những cái áp lực mà đối với Hà thì Hà biết ơn nhất. Bởi vì từ đó mà Hà biết đến năng đoạn kim cương ạ. Nó giống như một cái phao đối với Hà. Hà chưa học hẳn lúc đó năng đoạn kim cương nhưng được biết đến và chia sẻ, được nghe câu chuyện cây bút và sau đó bắt đầu thực hành. Thì cái điều mà khiến Hà có thể vượt qua đó là cái lúc đó thầy của Hà bảo, thầy chúng ta bảo rằng là không cần làm gì, đừng làm gì cả, không cần nhìn vào vấn đề của mình nữa, hãy bắt đầu chia sẻ đi. Nhà mình phải biết cái cảm giác là bây giờ tôi phải đi chia sẻ trong khi tiền tôi chẳng có. Gia đình thì hai vợ chồng thì rất là căng thẳng, con cái thì rất là không ngoan, mọi cái gì áp lực nó đổ đến đầu mình, bảo mình phải đi chia sẻ đi. Nhưng lúc đó đúng thực sự là không biết cái gì nó khiến Hà có thể bắt đầu. Và Hà bắt đầu lúc đấy hành trình chia sẻ. Hà chia sẻ điên cuồng cả nhà. Thầy nói rằng là hãy chia sẻ trực tiếp. Hà đi chia sẻ trực tiếp. Mình có 10.000 mình cũng chia sẻ. 20.000 mình cũng chia sẻ. Hà bắt đầu gì ạ? Hà chia sẻ điên cuồng. Thầy bảo là trực tiếp ít thì đi làm gián tiếp. Thế là gì ạ? Thế là nhà mình phải biết được là Hà quay đến hàng trăm cái video. Livestream đến lúc đó có chắc là một tuần cứ đều đặn hàng nghìn cái, gọi là đến thời điểm lúc đó mà Hà thống kê sau này ấy cả nhà, hàng nghìn cái livestream, hàng nghìn cái video cứ làm liên tục. Tôi không có, tôi có kiến thức tôi chia sẻ. Và xong rồi sau cái khoảng đó thì đúng là từ một cái con số âm 200 triệu một tháng, từ một con số âm 200 triệu một tháng và gì ạ, và đến đến tháng chính thức là đến tháng 10 năm 2018 thì tình hình tài chính cái hạn bắt đầu nó nở ra và nó đầu quay trở lại. Và như Hà nói hồi nãy đó, cái thu nhập của mình lúc đó tháng tháng 10, tháng 11 năm 2018 nó gấp 3 lần so với cả cái thu nhập trước đó. Và mình chính thức bước qua được một cái mốc đầu tiên. Và lúc đó bài học đầu tiên mà Hà học được, và đây cũng là bài học đầu tiên mà chúng ta sẽ nhớ về việc trầm cảm hay căng thẳng hay tự kỷ hay sự bình an này cả nhà. Chúng ta sẽ căng thẳng,
sẽ tự kỷ, thậm chí sẽ trầm cảm và nghĩ đến những điều tiêu cực khi chúng ta chỉ nhìn vào vấn đề của mình và nghĩ rằng mình là nạn nhân của cuộc sống. Đúng không cả nhà? Và năm đoạn kim cương thì cho Hà lúc đấy bước sang một cái tư duy hoàn toàn khác. Đằng nào ai cũng có vấn đề. Cứ để vấn đề của mình ở đây đi. Nhìn xung quanh đi. Xem có ai có vấn đề không, giúp họ giải quyết nó. Và Hà làm theo đúng y vậy. Không tin lắm đâu cả nhà, nhưng nó là cái phao. Và đó là cái cách mà Hà bắt đầu vượt qua cái cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Hà về tài chính. Để cho mình có thể gọi là vượt lên và đi lên, để có thể xây dựng một cái sự nghiệp của riêng mình, cái gia đình tốt hơn, và mọi thứ nó thực sự đã tốt hơn so với cả ngày đó. Nên thực sự Hà rất là biết ơn cái câu nói của thầy của chúng ta. Đó là gì ạ? Bỏ qua vấn đề của mình đi, trao đi điều mình muốn đi. À, đấy là cái trải nghiệm của Hà ha. Nên chúng ta hãy nhớ cái từ khóa đầu tiên, Hà rất mong muốn chúng ta hãy nhớ, để vấn đề của mình ở đó. Nhìn sang xung quanh xem ai có vấn đề không, giải quyết vấn đề của họ. Không bao giờ có thể trầm cảm được, vì tất cả những người trầm cảm là những người mình nói lúc đó chúng ta không phải là chúng ta, mà khi đó chúng ta đang ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề của mình thôi. À, đúng như Hà nói hồi nãy đấy ạ. À, tức là khi mình ở trong một cái trạng thái khó khăn như vậy thì mình chỉ có thể, tức là thông thường chúng ta sẽ chỉ có thể chỉ tập trung vào vấn đề của mình thôi, và chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đủ cái và đổ lỗi đủ cái. Nhưng năm đoạn kim cương cho chúng ta điều đó, đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta đều học, và thầy cho chúng ta một cái giải pháp và một cái niềm tin rất là rõ, đó là bạn cứ trao đi điều bạn muốn đi, thì gì ạ, thì bạn sẽ gì ạ, bạn sẽ có được cái kết quả mà bạn muốn, đúng không ạ? Nên là cái mà Hà thực hành đúng chính là cái điều đó, tức là cái từ khóa của Hà để có thể vượt qua được cái giai đoạn về khó khăn nhất về tài chính đó. Tổng như vậy á, nhà mình phải biết là như vậy mình Hà đã mất đi khoảng tầm cỡ 3 tỷ ha, từ đầu đến cuối cho cái khoản đó. Và gì ạ, và để mình có thể vượt qua cái điều đó thì cái phương pháp Hà áp dụng duy nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là trao đi điều Hà muốn. Vậy thì chúng ta đã học năm đoạn kim cương, chúng ta biết được rằng là gì ạ? Nếu chúng ta gặp vấn đề về tài chính, nếu bây giờ chúng ta đang có những áp lực về tài chính cả nhà, thì nó đến từ đâu ạ? Thầy chúng ta dạy là nó đến từ gì ạ? Những cái hạt giống xấu trong quá khứ của chúng ta, đúng không ạ? Những hạt giống trộm cắp. Vậy thì khi mình hiểu cái điều đó, đúng rồi, rất tuyệt vời, nhân quả, thì mình không còn đổ lỗi được nữa, mình chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Nên là phương pháp của Hà áp dụng đó chính là gì ạ? Hà trao đi điều Hà muốn, và Hà trao đúng y như thầy nói luôn ạ, ba cách, liên tục ba cách. Đầu tiên đó là gì ạ? Đó là trực tiếp. Thì cách Hà làm chính là gì? Hà giao tiền. Hà giao tiền, mình không có nhiều tiền. Lúc đó mình bắt đầu mình bỏ 10.000 ạ. Và lúc đấy thì Hà làm một cái rất là đẹp, không có tiền cả nhà nhá. Nhưng lúc đấy mình ở trong một cái team doanh nhân, và tình cờ mọi người nói rằng là chia sẻ 10.000 cuốn sách quản lý nghiệp ạ. Thế là gì? Thế là Hà bắt đầu mới thôi được rồi, mình chỉ còn tí ít tiền thôi. Thế là Hà đăng ký mua, lúc đấy là Hà nghĩ là khoảng tầm cỡ 400 cuốn, khoảng khoảng cỡ đấy, cuốn sách quản lý nghiệp, và để tặng ạ. Mình bắt đầu mình thôi, mình không có tiền thì mình cũng đi, mình tóm lại mình cứ thử ra xem điều gì nó diễn ra. Thế là Hà bắt đầu đi tặng gọi là rất nhiều của những cuốn sách quản lý nghiệp. Vậy thì mình giao cả trực tiếp về tiền của mình mua, đúng không nào? Mình giao gián tiếp cả về trí tuệ, rồi mình chia sẻ để có thể giúp đỡ mọi người thông qua những cái video của mình, vì Hà có khá là nhiều những kiến thức và những trải nghiệm. Rồi mình livestream, rồi mình có những buổi dạy, rồi mình có những buổi coaching, mình cứ làm liên tục như vậy ạ. Mà và làm free cả nhà ha, làm miễn phí. Và khi cuối cùng kết quả nó nở là gì ạ? Là thực sự là gì ạ? Nó tại cái thời điểm đó thì mình lỗ 200 triệu bên này, thực sự nói luôn cho nhà mình có con số luôn ạ. À, mình có một cái nguồn thu nhập khác khoảng tầm 100 triệu. Thì nó lỗ 200 triệu bên này, có nghĩa là một tháng thì mình âm 100 triệu thu nhập ạ. Đó. Và đều đặn như vậy thì sau khi mà mình làm như vậy thì cái thu nhập nó quay trở lại khoảng tầm cỡ 300 triệu. À, vào tháng 10, tháng 11 năm 2018 trở đi ạ. Và mình bắt đầu có thể dùng rỉnh xông xênh, nên là lúc đấy vẫn còn, và còn tiếp tục là giao tiếp nhà tình thương. Hà vẫn còn nhớ lúc đó, sau đó thì đến tháng tháng 11 năm 2018, chính bởi vì như vậy nên Hà gieo một căn nhà tình thương vào trong ECI, và thầy mình cũng tặng lại cho Hà một căn nhà tình thương đối ứng để Hà có thể gieo về Thanh Hóa. Đấy là cái kết quả của Hà lúc đó. Thì xin tặng hạt giống mà mình có thể lội ngược dòng ha, cho cả nhà mình, bằng đúng một cái việc duy nhất thôi: trao đi điều mình muốn.